mấy bữa nay mọi người đã dọn dẹp đón Tết chưa ta? Chứ mình là mới sáng ngủ dậy dọn dẹp nhà thấy bà luôn. À, phát hiện ra bé Cherry ở bên trong rồi nha. Phải nhờ vả hai cha con ra dọn phụ cho mau xong nè. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, giờ thì mình sẽ chuyển qua chuyên mục mua sắm đồ Tết ngay tại nhà. Đợt này tính ra mình sắm hơi bị bột nha. Nhìn một phát là biết ngay luôn, Tết là mình không thể nào thiếu bánh chưng xanh, bềm dưa hấu đỏ. Còn đây nữa là câu chúc mừng năm mới. Sao lại chúc mừng hai họ rồi xong tiêu tôi luôn. Phải công nhận là từ lúc lập gia đình á, mỗi lần tới dịp Tết là tốn tiền ghê luôn á. Tiền tin, và đây là hộp bánh mứt hoa mai ngũ sắc. Hồi nãy vừa mới dọn nhà xong, còn bây giờ chuẩn bị bay bữa. Để dán hết một mớ thích chơi trang trí ngày Tết này chắc là hết ngày luôn quá. Cuối cùng cũng đã tới phần trông đợi nhất nãy giờ rồi nha. Đó chính là áo dài cách tân ngày Tết cho cả nhà. Bộ áo dài màu hồng hồi nãy là của bé Kiwi, bây giờ tới phần của Cherry và Mami nè. Mấy món này là do mình lướt trên Shopee săn được những sản phẩm đồng giá 8k, chưa nói còn vận chuyển không đồng nữa nha. À, xém quên mỗi ngày còn có voucher 88k nữa á. Vì bé Kiwi còn nhỏ nên size áo dài lựa hơi khó. Chứ lớn như chị Kiwi hả, quá trời size đồ đẹp luôn. Sẵn tiện đây thì bé Cherry và Kiwi sẽ trình diễn đi vài đường nguyên. Lúc đầu là màn trình diễn solo, sau đó tới chuyên mục chị em. Rồi xong luôn, chỉ vì một miếng bánh mà tình chị em chắc có bền lâu. Khúc này đang trình diễn thời trang thì anh shipper lại giao hàng. À, thì ra là các loại bánh mứt anh giao tới thật là đúng lúc. Và tiếp theo là màn trình diễn không thể bỏ lỡ. Thế là đủ bộ, Tết này Mami sẽ dắt hai đứa đi gom tiền lì xì.